chỗ khu chợ tâm thần Khánh An. Hôm nay mình đi cùng cán bộ Tha phó chủ tịch Khánh An và cái nhóm của mình là nhóm Tâm Phước. Hôm nay đầu năm mới đến cùng nhóm mình và gia đình của mình đến để hỗ trợ buổi sáng cho mấy anh chị em ở trong khu chợ tâm thần. Mình xin đại diện ở trong nhóm. Rồi hôm nay là như cô là chúc sức khỏe mọi người ở trong trại, là hôm nay là tập thể sức khỏe và trong nhóm của mình năm mới này đến đây là một dịp thiện nguyện để có nhiều sức khỏe để giúp bà con ở đây. Vậy giờ mình xin phát nha. Một thùng có khu rồi chứ mình làm cho nhanh đi chứ. Thôi, Chị ra có là đi ra đây. Mua bạc đi. 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 Mua bạc đ
con theo Chúa, con cảm ơn Chúa. Dạ, nốt giùm con xin miếng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn con. Rồi. Đủ mẹ mà Chúa đâu đây kia mẹ ta má. Dạ, 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 dạ. Lấy em mẹ gần. Đủ mẹ, tao nói gì kể mẹ tao. Người ta nói gì kể sao? Rồi. Đi chú. Không có con. Nhà thánh nè.